Thưa quý vị, Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiên thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai. Nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp. Thu nhập của người lao động luôn ổn định. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty sổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua trong toàn công ty. Trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Thi đua xây dựng cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động, phong trào xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được đoàn viên tích cực hưởng ứng và thực hiện. Thì Đảng ủy, Ban giám đốc công ty thì thường xuyên quán triệt tư tưởng giáo dục và hàng năm đều xây dựng cái kế hoạch phòng chống tham nhũng công khai tới tập thể người lao động và thường xuyên rà soát bổ sung sửa đổi ban hành các quy chế và nội quy nội bộ công ty, thực hiện luân chuyển cán bộ nhân viên trong những khâu trọng yếu nhằm ngăn chặn phòng ngừa những tiêu cực. Điểm sáng là phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức lao động trung thành, sáng tạo, tận tụy gương mẫu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng doanh nghiệp có đời sống văn hóa, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Trong mỗi lần hội nghị người lao động thì công đoàn viên luôn là nhất trí cao với lại chế độ của công đoàn cơ sở công ty đưa ra. Năm 2022, thực hiện 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn cơ sở công ty đã vận động cán bộ đoàn viên thực hiện với 14 trên 14 sáng kiến và Công đoàn cơ sở đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Thì trong năm qua có cái sáng kiến đó là dùng cái thùng cạc tông để thay thế cho cái việc gói vé thủ công. Trước đây thì mọi người dùng cái giấy để mà gói cái vé thì em thấy là rất là tốn thời gian, mất thời gian là một ngày trời để gói một cái kỳ vé đó. Thì em nảy ra cái sáng kiến đó là dùng cái thùng cạc tông, mà chỉ cần bỏ vé vô cái thùng cạc tông đó và xong họ gói vé là niêm phong lại. Thì thay vì dùng cái thời gian một ngày để gói vé thì hiện nay thì nếu mà dùng thùng cạc tông thì chỉ có trong vòng 2 tiếng là có thể là hoàn thành được cái việc gói vé. Hàng năm, công đoàn cơ sở tham gia hội đồng xét nâng lương, hội đồng thi đua khen thưởng, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp ốm đau thai sản, việc hiếu hỷ luôn được đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng. Vì vậy, đã thúc đẩy tinh thần đoàn viên hăng hái trong lao động, động viên cán bộ đoàn viên nhiệt tình trong công tác, thể hiện được tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ cơ sở, từ đó xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Quý vị khán giả vừa đến với chuyên đề Người lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.